Chào các em, chúng ta làm bài tập ở phần Test Yourself, kiểm tra cá nhân 1 các em nhé. Bài tập số 1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Em hãy tìm từ có phát âm khác biệt trong phần bị gạch chân. Chúng ta có câu 1 A. Viết là writes. Writes. Các em phát âm là s. Makes, makes cũng là âm s. Takes, takes cũng là âm s. Và dries, dries là âm z. Nên chúng ta chọn đáp án D nhé. Câu số 2, number, number. Âm a. Calculator. Chúng ta có âm u được phát âm thành u. Calculator là máy tính bỏ túi đó các em. Rubber, cục gom, âm a. Subject, môn học cũng là âm a. Chúng ta chọn câu B. Bài số 3, cupboard. Chữ b được phát âm cũng là b. Boarding, chữ b được phát âm b. Biscuit là bánh quy, cũng được phát âm là b. Và climbing, climbing, khi phát âm chúng ta bỏ âm b ở đây đi em nhé, tức là âm câm đấy. Climbing là leo trèo, chúng ta đừng đọc là climbing nhé. Chúng ta chọn D. Câu 4, classroom, classroom, chữ a được phát âm là a. Classroom. Father cũng là âm a. Canteen, canteen, chúng ta gọi là âm e bẹt đấy. Và pass, pass, đi ngang qua, cũng là âm a. Như vậy chúng ta chọn câu C nhé. Canteen. Câu 5, blaze, blaze, âm z. Tox, tox, âm z. Remembers, remembers. Interviews, interviews. Chúng ta chọn talks. Bài tập số 2. Name these activities. Có nghĩa là các em hãy đặt tên cho những hành động. Ở đây chúng ta có những hành động. Cleaning the house là lau chùi nhà. Studying new words là học từ mới. Doing exercise, tập thể dục. Playing checks, chơi cờ vua. Reading, đọc sách. Skipping là nhảy dây. Trong bức ảnh đầu tiên, có các bạn đang nhảy dây và đã được viết mẫu cho chúng ta rồi là skipping. Bức ảnh số 1, bạn gái này đang học từ mới, nên chúng ta điền vào là studying new words. Studying new words. Bức ảnh thứ hai là một bạn gái đang đọc sách, một cô gái đang đọc sách. Chúng ta điền vào reading. Bức ảnh thứ ba là hai cô chú đang lau chùi nhà cửa. Chúng ta điền vào cleaning the house. Ảnh thứ tư là hai bạn nhỏ đang chơi cờ vua. Điền playing chess. Playing chess. Và bức ảnh cuối cùng là rất nhiều người đang tập thể dục. Chúng ta điền vào doing exercise các em nhé. Doing exercise. Bài tập số 3. Read the following passage. Em hãy đọc đoạn văn dưới đây. And decide if the sentences are true or false. Và xác định những câu là đúng hay sai. Chúng ta cùng đọc bài nhé. The colors you paint the rooms in your house. Những màu sắc mà bạn sơn cho các căn phòng trong nhà của bạn can make you more comfortable. Có thể làm cho bạn dễ chịu hơn hoặc là thoải mái hơn. The following colors, những màu dưới đây,
can help you to eat, sleep, study, and relax in your old home. Có thể giúp cho bạn ăn, ngủ, học và thư giãn trong ngôi nhà của bạn. The dining room, phòng ăn. The color orange, màu cam, can make you feel hungrier at meal time. Có thể làm cho bạn cảm thấy đói bụng hơn trong giờ ăn. It also encourages more interesting talk. Nó cũng khuyến khích cuộc nói chuyện, more interesting là thú vị hơn, between family members, giữa các thành viên trong gia đình. The bedroom là phòng ngủ. The perfect color for your bedroom. Màu hoàn hảo cho phòng ngủ của bạn is blue, là màu xanh dương. It is a very relaxing color. Nó là một màu rất dễ chịu, rất thư giãn. And can make you feel happier. Và có thể làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, and more positive và tích cực hơn. When you wake up in the morning, khi bạn thức dậy vào buổi sáng. The study là phòng học các em nhé. Yellow is a good color for this room. Màu vàng là một màu tốt cho phòng này. It makes you feel happier. Nó làm cho bạn cảm thấy vui vẻ hơn. And helps you to think và giúp bạn suy nghĩ. It also makes dark spaces a little brighter. Nó cũng làm cho những không gian tối sáng hơn một chút. The living room, phòng khách. The perfect color for your living room is pink. Màu hoàn hảo cho phòng khách của bạn là màu hồng. Don't use such colors as red, purple, and black. Đừng dùng những màu như đỏ, tím và đen because they don't help you to relax. Bởi vì nó không giúp bạn thư giãn. Bây giờ chúng ta cùng giải bài tập ở dưới các em nhé. Chúng ta hãy đánh đúng vào ô có chữ T, tức là true, và sai vào ô có chữ F, tức là false. Câu số 1. Orange in the dining room makes people eat and talk more. Nghĩa là màu cam trong phòng ăn giúp người ta ăn và nói chuyện nhiều hơn. Đây là một câu đúng đó các em. Chúng ta tích vào true. Câu 2. A blue bedroom helps you to wake up earlier. Màu xanh dương giúp cho bạn thức giấc sớm hơn. Ở đây có nói màu xanh dương có thể giúp bạn cảm thấy vui vẻ hơn và tích cực hơn khi bạn thức dậy vào buổi sáng, nhưng không có nói là giúp bạn thức giấc sớm hơn, nên chúng ta chọn vào false các em nhé. Câu 3. A yellow study helps you to work better. Là phòng học màu vàng giúp bạn học tập hoặc làm việc tốt hơn. Chúng ta chọn vào true. Câu 4. You feel relaxed in a red or black living room. Bạn cảm thấy thư giãn trong một phòng khách màu đỏ hoặc là màu đen. Ở đây, trong bài có viết chúng ta đừng sử dụng màu đỏ và màu tím màu đen bởi vì nó không giúp chúng ta thư giãn được. Nên đây là câu sai nhé. Câu 5. Different colors are good for different rooms in your house. Những màu khác nhau thì tốt cho những căn phòng khác nhau trong ngôi nhà của bạn. Đây là một câu đúng. Bài tập số 4, chúng ta sẽ làm phần trắc nghiệm các em nhé. Choose A, B or C for each gap. Chọn đáp án A, B hoặc C để điền vào mỗi chỗ trống in the following sentences trong những câu ở dưới đây. Câu 1. Whose is this calculator? Cái máy tính bỏ túi này là của ai? Nó là của bạn Trung, nên chúng ta chọn it's Trung's. Câu 2. Bored in the English lessons. Ở đây chúng ta có các từ là I am never, là mình không bao giờ buồn chán trong những bài học tiếng Anh. I never am, never I am. Trong phần kiến thức lý thuyết của sách của chúng ta có nói là trạng từ thì đứng sau động từ to be. Trạng từ never đứng sau động từ to be, nên chúng ta chọn đáp án A nhé. Câu 3. She is a good student. Bạn ấy là một học sinh giỏi.
She does her homework on time. Bạn ấy làm bài tập về nhà đúng giờ. Never là không bao giờ. Một học sinh giỏi thì không thể nào là không làm bài tập. Không bao giờ làm bài tập được phải không nào? Rarely là hiếm khi, cũng như vậy. Và usually là thường, bạn ấy thường làm bài tập đúng giờ là câu đúng nhé. Câu 4. There are some pictures that were in the living room of my house. Có một số bức tranh ở trên tường. Ở trên tường thì phải là on the wall các em nhé. In the living room of my house là trong phòng khách của căn nhà mình. Câu số 5. Laura is very... She always entertains us with jokes and stories. Laura rất là... Ở đây chúng ta có các từ confident là tự tin, funny là hài hước, vui tính và caring là chu đáo. Bạn ấy luôn giải tỏa căng thẳng cho chúng mình hoặc là giải trí với những câu chuyện vui và những câu chuyện. Người hay nói chuyện vui là người hài hước, khôi hài, vui tính nên chúng ta chọn vào đây là funny nhé. Câu 6. It's cold, trời lạnh. The students warm clothes. Các bạn học sinh. Trời lạnh nên các bạn học sinh đang mặc quần áo ấm. Chúng ta chọn are wearing nghĩa là đang. Câu số 7. Phương is very good at English and history. Bạn Phương rất giỏi môn tiếng Anh và môn lịch sử. But she must much. Nhưng bạn ấy không thích môn toán lắm. Bạn ấy, she là chủ ngữ ngôi thứ ba số ít, nên phủ định thì em cộng với doesn't, cộng với động từ nhé. Nên mình chọn đáp án A là doesn't like. Câu 8. My friend Tania is very. Bạn của mình là Tania thì rất. She is good at learning things. Bạn ấy giỏi học hỏi các thứ. Giỏi học hỏi các thứ là một người thông minh, nhanh hiểu phải không nào? Ở đây chúng ta có từ creative là sáng tạo, smart là thông minh và patient là kiên nhẫn. Nên chúng ta chọn smart là thông minh. Câu 9. Look, the girls are dope in the playground. Nhìn kìa, các bạn gái đang dây ở trong sân chơi. Các bạn gái đang nhảy dây. Nhảy dây chúng ta có từ skip rope. Và đang nhảy dây là skipping rope. Câu 10. What are you doing this afternoon? Buổi chiều nay bạn làm gì? I don't know. Mình không biết. But I'd like to music. Nhưng mình thích nhạc. Chúng ta có chữ go thì không đi cùng với music được. Do cũng không được, chỉ có play music là chơi nhạc, nên chúng ta chọn đáp án C nhé. Phần test yourself 1, cô dạy cho các em đến đây nhé. Các bài tập từ 5 đến 8, cô sẽ dạy ở phần 2 các em nhé. Chào các em và hẹn gặp lại các em.